Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lead đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của Vũ Lead Food. Hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn combo mới nhất của Popeye với 160k để xem mà chúng ta sẽ có những gì nhá. 1, 2 ly nước, khoai tây nghiền, gà viên, đổ ở đây luôn nhỉ. Gì đây? Khoai tây chiên, một cái bánh burger tôm và hai miếng gà chiên nước mắm. Mình nhớ là mình mua gà chiên kiểu mới mà sao nó ra gà chiên nước mắm vậy ta? Được cái đùi thấy ngon rồi á. Và tất nhiên rồi, không thể nào thiếu được ức các bạn ạ. Nhưng mà cái sốt gà chiên nước mắm ngon lắm các bạn ạ. Chúng ta có thêm rất là nhiều tương ớt cũng như là tương cà nhá. Hai cái ống hút này, muỗng và đĩa. Hệt, hồi nãy mình đặt mình thấy nhiều lắm mà ta. Nhưng mà với 160k thì mình thấy như này cũng khá là đầy đủ đấy các bạn ạ. Tương ớt này, đổ ra đây cho nó dễ chấm các bạn ạ. Thêm cả tương cà nữa. Tất nhiên rồi, vẫn là đổ ở đây thôi. Đổi qua ly thủy tinh nhá. Lâu lắm mình không uống nước ngọt á. Giờ này mình toàn uống nước suối các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm mọi người nhá. Trước tiên mời các bạn uống nước. Wow, tàu này uống nước ngọt thế nó hết ngon rồi các bạn ạ. Uống nước dừa không lừa hoặc uống nước trắng nó sẽ ngon hơn. Khoai tây chiên trước này. Chấm với tương ớt cũng như là tương cà. Mặc dù là cũng còn hơi nóng nhưng mà mình thấy nó cũng không giòn lắm các bạn ạ. Ăn thì như khoai tây chiên bình thường thôi. Có thêm tí cái phô mai cam cam ấy, rắc lên thì mình nghĩ là ăn nó sẽ ngon hơn. Tiếp theo sẽ là gà viên nhá. Đây, chấm với cả là tương ớt trộn với tương cà. Mời mọi người nhá. Cái thịt gà bên trong là có phải là ức gà không, nhưng mà mình ăn nó rất là mềm các bạn ạ. Nó không có bị ngán nhá. Bình thường mình ăn ức gà nó khá là ngán, nhưng mà ức gà này ăn nó khá là mềm, khá là mọng nước các bạn ạ. Kiểu nó vừa chín tới đấy, ăn rất là ngon. Thử chấm cái khoai tây chiên với cả khoai tây nghiền xem nó có khác gì không. Rồi, tất nhiên rồi phải có cái này nữa. Ăn này vị buồn cười quá, ăn không quen các bạn. Đây, mời các bạn miếng burger tôm nhá. Mở này. Wow. Bên trong là một phần tôm các bạn. Bình thường thì mấy cái burger này sẽ là burger bò, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ ăn burger tôm. Popeye mình thấy người ta là nổi tiếng với lại burger tôm ấy, có cả burger gà đấy, nhưng mà mình chọn burger tôm các bạn. Mời mọi người nha. Sốt này ngon lắm. Cái sốt màu cam cam này các bạn, mình ăn thì thấy nó khá là ngon. Tôm cũng ngon nhá, mà nó hơi ngọt một chút xíu. Có một điều mình không thích lắm đó là cái rau này. Mình thích ăn sống hơn. Còn bỏ đây nó cứ chín chín dở dở ương ương ấy. Ăn nó cứ làm sao ấy, mình ăn không quen. Chắc là có bạn thích, nhưng mà mình thì mình không thích nhá các bạn nhá. Uống thêm miếng nước. Mời các bạn miếng đùi nha. Chấm với cái này. Trời ơi. Xin lỗi mọi người. Khi mà vừa ăn vừa nói, nghe nó hơi vô duyên đúng không? Nhưng mà mình phải nói ngay, cái da nó không có giòn. Nhưng mà họ tẩm ướp một cách gì đó ăn nó rất là ngon các bạn ạ. Cái thịt thì nó rất là mềm, các bạn nhìn này. Các bạn chỉ cần nhìn thấy là các bạn sẽ thấy là cái thịt nó rất là mềm rồi đúng không? Juicy, juicy, tươi mềm, chín tới. Ăn nó không có bị bở, mà ăn nó rất là mềm đấy các bạn. Nó vừa chín tới đấy. Kiểu nếu mà chiên giòn ấy, thì ở ngoài giòn, ngoài mềm. À, ở ngoài giòn, trong mềm. Như mình ăn ở KFC ấy. Còn ở đây nhá, ngoài thì họ được tẩm ướp một cái lớp gọi là nước mắm, mắm tỏi ớt hay sao á. Ngon lắm. Bên trong
thì nó khá là mềm đấy. Mình thấy mình rất là thích các bạn ạ. Không biết là có bạn nào cảm thấy thích không, nhưng mà riêng cá nhân của mình thì rất thích nha các bạn nhé. Bạn nào mới xem kênh của mình chắc là không biết mình thích ăn nhất là gà rán ở Popeye các bạn. Bởi vì nó cứ mềm mềm này này. Đó. Nó cứ mềm mềm này. Ăn nó rất là mọng nước các bạn ạ. Mình nghĩ là có rất là nhiều loại sốt ở Popeye á. Nhưng mà cái sốt mắm này thì chắc vẫn ngon nhất các bạn. Vừa mải nhai quá nó rơi một miếng dưới này. Đã quá Popeye ơi. Đây. Trời ơi. Ngon khó cưỡng các bạn. Chả viên này cũng ngon nhá. Nhưng mà mình ăn lấy gà viên này thấy nó khá là giống bim bim. Nói chung là ngon đấy. Bữa ăn hôm nay mình phải chấm 8,5 trên 10 các bạn ạ. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt.